là hiện tượng tự cảm. Trước tiên, chúng ta vào tìm hiểu về từ thông riêng của mạch kín. Từ thông riêng của mạch kín là từ thông gây ra bởi từ trường do chính dòng điện trong mạch sinh ra. Đây, ví dụ chúng ta có một mạch kín và có một dòng điện. Thay đổi gian nhá, đây là một dòng xoáy chiều chạy qua khung này. Đó, khi mà dòng điện chạy qua khung thì từ trường trong khung sẽ biến thiên, đúng không các em? Vì B, nếu chúng ta xét dòng thẳng dài nhé, thì B đây bằng là 2π nhân 10 mũ trừ 7 y trên cho R. Là một khung dây tròn. Một khung dây tròn thì B sẽ bằng là 2π, đây là 2 nhân 10 mũ trừ 7 này, 2π nhân 10 mũ trừ 7 nhân với ni trên cho R. Đó. Cái đấy, khi mà dòng điện biến thiên thì cảm ứng từ sẽ biến thiên. Mà phi của chúng ta đây, phi này chính là nbs nhân với cos của alpha. Vậy thì khi mà b biến thiên thì từ thông sẽ biến thiên. Mà khi từ thông biến thiên thì trong khung này sẽ xuất hiện một gì nhỉ? Xuất điện động là cảm ứng. Đúng không em? Với cái hiện tượng cảm ứng sinh ra do chính dòng điện của khung dây biến thiên, nó được gọi là hiện tượng tự cảm. Và bài ngày hôm nay chúng ta đang khảo sát. Đó. Nào, chúng ta xét từ thông riêng của một mạch kín. Nó chính là từ thông gây ra bởi từ trường nhá. Từ thông gây ra bởi từ trường do chính dòng điện trong mạch kín sinh ra. Và ta có đây. Từ thông. Đây, các em quan sát đây. Bằng NBS nhân với cos alpha. Mà B thì là tỷ lệ với cường độ dòng điện, B tỷ lệ với Y. Cho nên từ hai biểu thức này, các em thấy là phi sẽ tỷ lệ với Y. Với nghĩa là Y biến thiên thì phi sẽ biến thiên, đúng không? Đó. Từ đây, phi là bậc hàm tỷ lệ với Y rồi. Và chúng ta sẽ xây dựng được, từ đây, chúng ta xây dựng được biểu thức là phi bằng L nhân với Y. Trong đó, L là độ tự cảm của mạch điện. Nó phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch. Hoặc L là một cái hệ số tỷ lệ nhé. Và gọi là độ tự cảm. Được chưa các em? Đơn vị là Henry.